Tuyển Pháp ngã ngửa trên sân nhà sau kết quả nghèo nàn tại Euro 2021, huấn luyện viên Didier Deschamps vẫn chưa thể đưa Les Bleus trở lại với quỹ đạo chiến thắng. Đội tuyển Pháp cho thấy quyết tâm lớn trong cuộc tiếp đón Bosnia khi tung ra ngôi sao tốt nhất như Mbappe, Benzema hay Pogba. Tuy nhiên màn trình diễn trên sân của Les Bleus vẫn tỏ ra khá hỗn loạn và rời rạc. Ngược lại, đội khách chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự và phản công mỗi khi có thời cơ. Thậm chí những người bị đánh giá thấp hơn lại là bên có bàn thắng trước. Phút thứ 38, từ pha điểm mất bóng vô duyên của các cầu thủ tuyển Pháp, Edin Dzeko ngay lập tức trừng phạt bằng một cú sút xa đại bác. Tuyển Pháp ngay lập tức đưa ra câu trả lời sau đó ít phút. Người đã gỡ hòa cho chủ nhà là Griezmann với một pha không chiến thông minh. Những tưởng bàn thắng gỡ hòa sẽ giúp tuyển Pháp lật ngược thế cờ, thì một tai nạn không mong muốn đã xảy ra. Ngay đầu hiệp 2, hậu vệ Jude Koundé có pha vào bóng thô bạo và không cần thiết trên phần sân của đối phương. Sau khi tham khảo và trọng tài chính đã rút thẻ đỏ dành cho ngôi sao người Pháp. Với thế thiếu người, các học trò của huấn luyện viên Deschamps đã không còn tạo ra được sức ép đủ lớn trên phần sân của đối phương. Ngược lại, Bosnia lại có vô số cơ hội từ những đợt lên bóng với số đông con số của mình. Tuy nhiên, đội khách cũng không quá quyết tâm trong việc tìm kiếm chiến thắng khi một điểm đã là thành công lớn đối với họ. Trận đấu kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, tuyển Pháp vẫn tạm dẫn đầu bảng. Siêu nhân Ronaldo giúp Bồ Đào Nha ngược dòng kinh điển. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã có chiến thắng cực kỳ cảm xúc trước Ireland dù bị dẫn trước tới những phút thi đấu cuối cùng. Tiếp đó, đối thủ đang xếp áp chót bảng A và chưa có được điểm số nào, đội tuyển Bồ Đào Nha đặt mục tiêu giành chọn 3 điểm, thậm chí là giành một chiến thắng đậm. Tung ra sân đội hình mạnh nhất, Sele Cao Châu ngay lập tức tạo ra sức ép khủng khiếp lên khung thành của Ireland. Đội chủ nhà sớm có cơ hội không thể tốt hơn để mở tỷ số khi tiền vệ Bruno Fernandes kế về một quả phạt đền ngay ở phút thứ 15. Thế nhưng tiền đạo Cristiano Ronaldo lại không thể đánh bại thủ thành đối phương dù đã dứt điểm khá hiểm hóc. Pha bỏ lỡ đáng tiếc của thủ quân Ronaldo khiến các cầu thủ áo đỏ phải tỏ ra vội vã hơn trong những pha xử lý tiếp theo. Hàng công kém hiệu quả nhưng hàng thủ còn tệ hơn khi những Pepe hay Ruben Dias đều tỏ ra rất mất tập trung. Trong một tình huống đá phạt góc ở cuối hiệp 1, hàng thủ Bồ Đào Nha đã phối hợp không tốt và để cho Egan bên phía đối phương thoải mái đánh đầu một tỷ số. Bàn thua đến ở thời điểm nhạy cảm khiến Bồ Đào Nha đánh mất chính mình trong những pha bóng sau đó. Bước sang hiệp 2, cựu vương châu lên bóng rất nhiều nhưng thường không thể tiếp cận vòng cấm của Ireland. Những cơ hội đáng chú ý nhất mà đoàn quân của Fernando Santos tạo ra là các tình huống sút xa tương đối vô thưởng vô phạt. Khi tất cả cùng nghĩ về một kết quả bất lợi cho Bồ Đào Nha, thì siêu sao Cristiano Ronaldo một lần nữa lại lên tiếng. Phút thi đấu chính thức cuối cùng, siêu sao 36 tuổi bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới đối phương, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Chưa dừng lại đó, thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha còn kết thúc ngày thi đấu chói sáng với pha làm bàn ở phút bù giờ cuối cùng. Cũng từ một pha không chiến dũng mãnh với chiến thắng ngoạn mục, Bồ Đào Nha tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng A. Ronaldo khiến các đối thủ của MU khiếp sợ. Cristiano Ronaldo đã ký hợp đồng với Manchester United trong những ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng với hợp đồng trị giá vào khoảng 20 triệu bảng Anh. Sau một mùa hè rất nhiều bất ngờ, siêu sao Cristiano Ronaldo đã chính thức trở lại mái nhà xưa Old Trafford. Sự xuất hiện của chân sút người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ nâng tầm hàng công của quỷ đỏ trong mùa giải năm nay. Theo những gì đã thể hiện trong thời gian đầu khoác áo màu U của Ronaldo, ba đội bóng tiếp theo chạm trán United ở ngoại hạng Anh là Newcastle United, Aston Villa và West Ham đều có lý do để dè chừng. Theo thống kê, Aston Villa chính là con mồi ưa thích nhất của Ronaldo với 8 bàn thắng chỉ sau 12 trận. Trong khi đó, West Ham là đội bóng cũng bị CR7 làm khổ mỗi lần khi đối đầu với 5 pha lập công sau 7 trận. Newcastle đứng thứ 3 với 5 bàn thắng sau 7 lần ra sân. Có thể nói, siêu sao 36 tuổi có một lịch thi đấu cực kỳ thuận lợi để có thể sớm làm quen với ngoại hạng Anh. Trận ra mắt của tuyển thủ Bồ Đào Nha sẽ là cuộc tiếp đón The Magpies tại Old Trafford. Sau đó, thầy trò huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer sẽ đến làm khách tại West Ham trước khi quay trở lại sân nhà để tiếp đón Aston Villa. Bên cạnh Ronaldo, United cũng cho thấy tham vọng rất lớn ở mùa giải năm nay với hai bom tấn mang tên Raphaël Varane và Jadon Sancho. Còn quá sớm để khẳng định những bản hợp đồng này sẽ thành công hay thất bại, nhưng ít nhất họ đã mang đến một không khí hứng khởi tại nhà hát của những giấc mơ. Martial từ chối giờ MU quyết cạnh tranh với CR7. Tiền đạo người Pháp Anthony Martial đã từ chối giờ United vào phút chót của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021 để ở lại cạnh tranh vị trí với Cristiano Ronaldo. Cách đây 2 năm, Anthony Martial được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đặt niềm tin cho vị trí trung phong của United. Ở thời điểm đó, chính vì huấn luyện viên người Na Uy tin dùng Martial mà Romelu Lukaku quyết định giữ áo giờ quỷ đỏ chuyển sang Inter Milan. Tuy nhiên, Martial không đáp ứng được kỳ vọng của huấn luyện viên Solskjaer cũng như người hâm mộ United. Tiền đạo 25 tuổi này thể hiện phong độ thất thường và thường xuyên bị chỉ trích vì phong độ thi đấu lười biếng. Mùa giải trước, Martial chỉ ghi vỏn vẹn 7 bàn thắng sau 36 lần ra sân trong đấu trường. Ở mùa hè này, United muốn đẩy Martial đi sau khi giành được Cristiano Ronaldo nhưng không thành công.
Theo Quýt, Lyon đã hỏi mượn Martial trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng và nhận được cái gật đầu của United. Tuy vậy, Martial lại từ chối trở lại Pháp thi đấu. Đáng chú ý hơn, Lyon chính là đội bóng khởi nghiệp của Martial. Tiền đạo này vượt qua các cấp độ trẻ của Lyon trước khi tạo dựng tên tuổi tại Nhang. Chỉ sau một mùa hè ra mắt Lyon, Martial đã được Monaco chiêu mộ với giá 4,2 triệu bảng. Đến năm 2015, anh chuyển sang United với giá kỷ lục cho một cầu thủ tuổi teen thời bấy giờ, 35 triệu bảng. Hiện tại Martial vẫn còn hợp đồng đến năm 2024 với United và hưởng lương lên đến 250.000 bảng mỗi tuần. Chính lương này đã khiến Quỷ Đỏ gặp khó khăn trong việc đẩy Martial ra đi. Trong khi đó, bản thân tiền đạo người Pháp tự tin có thể cạnh tranh vị trí đá chính tại Old Trafford ngay cả khi Ronaldo xuất hiện. Người đại diện của Van der Beek xôi tiếp về sâu xa. Đại diện của tiền vệ Van der Beek, Guido Albert tỏ ra rất tức giận khi huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer ngăn cản thân chủ của mình rời United ở phiên chợ hè 2021. Mùa hè năm ngoái, Van der Beek gia nhập United từ Ajax với mức phí 35 triệu bảng, tương đương với 40 triệu euro. Đến Old Trafford là bước tiến lớn trong sự nghiệp của tiền vệ người Hà Lan, nhưng mọi thứ thực tế đã diễn ra theo chiều ngược lại. Anh không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình của huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Ở mùa hè vừa qua, Van der Beek đã chăm chỉ tập luyện ở phòng gym để cải thiện thể lực và vóc dáng đậm hơn. Tuy nhiên, anh vẫn bị huấn luyện viên Solskjaer ngó lơ. Sau 3 trận mở màn Premier League, cựu sao Ajax vẫn chưa được ra sân một phút nào. Không muốn tiếp tục phải ngồi dự bị thêm một mùa nữa, Van der Beek đã tìm mọi cách rời MU trong những ngày cuối phiên chợ hè 2021. Anh muốn được thi đấu thường xuyên để có cơ hội dự World Cup 2022. Theo tờ Esport Real của Hà Lan, Van der Beek nhận được sự quan tâm của Everton, nhưng huấn luyện viên Solskjaer đã ngăn cản anh ra đi. Điều này khiến cho người đại diện của Van der Beek hết sức tức giận. Chia sẻ trên Volleyball International, ông Guido Albert cho rằng Solskjaer đang kìm hãm sự phát triển của Van der Beek, đồng thời không tạo điều kiện để tiền vệ người Hà Lan ra đi khi không có ý định sử dụng anh. Trong khi đó, Solskjaer trong buổi họp báo hôm thứ Bảy tuần trước khẳng định rằng Van der Beek vẫn nằm trong kế hoạch của ông. Nhà cầm quân người Na Uy lý giải Van der Beek chưa có cơ hội ở mùa giải này vì các cầu thủ khác ở hàng tiền vệ đang chơi tốt. Saul Niguez tới Chelsea ký hợp đồng. Sau khi đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea, tiền vệ Saul Niguez đã có mặt ở thủ đô London để chuẩn bị ký kết hợp đồng. Saul Niguez là thương vụ bất ngờ của Chelsea ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021. Thậm chí The Blues đã phải chạy đua với thời gian để hoàn tất thủ tục chiêu mộ tiền vệ người Tây Ban Nha với bản hợp đồng mượn 1 năm. Ngay sau khi đạt thỏa thuận gia nhập Chelsea, Saul Niguez đã đáp chuyến bay từ London để ký kết hợp đồng. Trên mạng xã hội Instagram, tiền vệ người Tây Ban Nha đã chia sẻ hình ảnh của mình trong chuyến đi. Mặc dù rất nặng lòng với Atletico Madrid, nhưng Saul Niguez vẫn quyết định ra đi vì không được thi đấu ở vị trí sở trường tại Wanda Metropolitano. Anh hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi khi tới Chelsea. Rời Atletico Madrid là quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời của tôi, nhưng hiện tại tôi tin rằng cả ba phía đều hài lòng với thương vụ này. Atletico Madrid đưa Griezmann trở lại và tôi sẽ tới thi đấu cho Chelsea. Hai ngày trước tôi nói với vợ rằng tôi sẽ ở lại Atletico Madrid. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống ở đây. Tuy nhiên tại đây tôi không còn được thi đấu ở vị trí sở trường. Tôi không sẵn sàng, thích nghi với vị trí mới. Tôi sẽ nỗ lực hết mình và tin rằng sẽ hài lòng với cuộc sống mới ở Chelsea. Saul Niguez chia sẻ về quyết định tới Chelsea. Để có sự phục vụ của Saul Niguez với bản hợp đồng mượn 1 năm, Chelsea phải trả cho Atletico Madrid số tiền là 4,5 triệu bảng. Vào mùa hè năm sau, The Blues có thể mua được tiền vệ 26 tuổi này với mức giá 40 triệu bảng. Man City trói chân ngôi sao thứ 5 trong năm 2021. Man City đã chính thức ký hợp đồng mới với Everton, qua đó giữ thủ môn này đến mùa hè năm 2026. Mùa hè năm 2017, Man City bất ngờ duyệt chi 35 triệu bảng để chiêu mộ Ederson từ Benfica. Ở thời điểm đó, mức giá này giúp Ederson trở thành thủ môn đắt giá thứ 2 lịch sử, chỉ kém huyền thoại Gianluigi Buffon. Sự quyết đoán của Man City được đền đáp khi Ederson lập tức giúp họ giải quyết vấn đề trong khung gỗ, sở hữu các kỹ năng cần thiết của một thủ môn hiện đại và có phản xạ siêu hạng. Ederson nhanh chóng trở thành một trong thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Chính vì vậy, Man City đã liên tiếp thử cho Ederson các hợp đồng mới. Cho dù vừa gia hạn đến năm 2025, vào năm ngoái, thủ môn 28 tuổi này tiếp tục nhận được hợp đồng mới vào năm nay. Trên trang chủ, Man City xác nhận họ sẽ giữ Ederson đến năm 2026. Ederson trở thành ngôi sao thứ 5 của Man City ký hợp đồng mới trong năm 2021 sau Kevin De Bruyne, Fernandinho, John Stones và Ruben Dias. Trong đó, Ruben Dias vừa cập bến Etihad vào năm ngoái và cũng được Man City tăng lương nhờ các màn trình diễn xuất sắc. Cùng với Man City, Ederson đã giành 3 chức vô địch Premier League, 4 League Cup, 1 FA Cup. Cá nhân, anh 2 lần giành giải găng tay vàng tại Premier League và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải đấu. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh, biểu tượng chuông bên cạnh để theo dõi những thông tin mới nhất. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.